ngại ngùng thì em sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, 1, 2, 3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có gian sao thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu em. Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên em bình yên lắm, em hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Thế bây giờ thế này nhá. Cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, 1, 2, 3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu.